Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh du lịch Ken Ken Vlog. Hôm nay mình làm một chuyến du lịch đến với thành phố biển Vũng Tàu, cụ thể là đến với làng du lịch Chí Linh. Đây là một địa chỉ du lịch sinh thái biển rất là nổi tiếng của tỉnh Vũng Tàu mọi người. Hôm nay đến tham quan, mình cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người những không gian vui chơi vui tươi của vùng biển này mọi người ha. Xin kính chào tất cả mọi người. Như vậy là mình đã có mặt ở khu du lịch sinh thái biển làng du lịch Chí Linh của tỉnh Vũng Tàu. Bên trong đây thì mình quan sát thấy là khu nghỉ dưỡng sinh thái biển, rồi công viên nước, rồi tắm biển, khu phức hợp và du lịch đó mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào bộ phận mua vé và soát vé. Mình ghi hình chia sẻ cho mọi người những giá vé mới nhất của làng du lịch Chí Linh mọi người ha. Hiện tại mình đang có mặt là 11 giờ rưỡi hơn, một ngày thứ bảy cuối tuần của thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp. Hôm nay đến tham quan làng du lịch Chí Linh, mình cầm máy ghi hình chia sẻ cho mọi người khu du lịch làng du lịch Chí Linh luôn mọi người ha. Làng du lịch Chí Linh thì có bãi tắm, khách sạn, nhà hàng. Phong cảnh rất là đẹp. Mình thấy quan sát thì khu vực làng du lịch Chí Linh giá vé người lớn là 150.000, 80.000 trẻ em. Giá vé trọn gói các dịch vụ như tắm biển, tắm nước ngọt, thay đồ, vệ sinh, ngồi ghế và những cái bãi tắm công cộng bên trong của làng du lịch luôn á mọi người. Là giá trọn gói ha. Làng du lịch Chí Linh thì có địa chỉ là 414/27 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, thành phố Vũng Tàu. Bây giờ mình di chuyển vào bên trong làng du lịch Chí Linh để cùng tham quan vui chơi tại nơi này. Mình cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người ha. Wow, khi vừa bước vào bên trong đây thì phong cảnh là như thế này, rất đẹp ha. Có những cái giếng nước nè, có những cái đầy phun nước đẹp lắm mọi người. Hôm nay xin mọi người thương cùng trải lòng với làng du lịch Chí Linh, làng du lịch biển của thành phố Vũng Tàu ha. Một ngày mới, mến chúc tất cả mọi người gặp nhiều may mắn và hạnh phúc vui vẻ bên người thân và gia đình ha mọi người. Hôm nay tất cả Ken Ken Vlog mời tất cả mọi người cùng Ken Ken Vlog tham quan và khám phá khu du lịch làng du lịch Chí Linh của thành phố Vũng Tàu. Ở đây có biểu tượng thần nữ thần tự do ha. Bên trong đây thì như mình chia sẻ thì giá vé 150.000 người lớn, 80.000 cho trẻ em thì cho buổi sáng. Còn sau 13 giờ thì giá vé 13 giờ chiều mọi người thì giá vé người lớn là 100, trẻ em là 50. Có nghĩa là đi tới đây sau 1 giờ chiều thì giá vé có review có giảm hơn ha. Có review giảm lên.
Hôm nay một ngày nắng đẹp trời đến với làng du lịch Chí Linh. Kênh Ken Vlog rất vui có thể chia sẻ cho mọi người những hình ảnh mới nhất về khu du lịch này. Nếu có dịp du lịch về với Vũng Tàu thì mọi người hãy chọn một cái địa điểm du lịch lý thú như thế này. Ví dụ như du lịch làng du lịch Chí Linh ha. Đẹp quá mọi người, những biểu tượng nè. Đây là một trong những cái góc ảnh đẹp cho tất cả mọi người ha. Nhưng mà mình vừa di chuyển về tới bên trong đây á, thì mình thấy có những cái căn chòi như thế này nè. Bên trên có những cái chiếc ghế. Thì giá của mình bao gồm những cái chiếc ghế như thế này. Mọi người có thể tự bút ghế ngồi ha mọi người. Đây nè, khá lý thú ha. Những khu vực này thì nằm sát với biển Vũng Tàu luôn á, cho nên mọi người xuống biển chơi ha, rồi lên ngồi ăn uống ở trên những cái căn chòi như thế này nè, khá thú vị mọi người ha. Nhờ xa xa dưới kia là biển Vũng Tàu luôn mà mọi người, bữa nay nước trong xanh luôn mọi người ơi. Bây giờ mình di chuyển qua khu vực hồ bơi của khu du lịch ha, để tham quan và trải lòng với khu vui chơi này. Wow, cũng rất là đông ha, đông du khách lắm mọi người ơi. Ở dưới bãi biển phía kia thì mình thấy chưa có nhiều người tắm, trời giờ cũng rất là nắng, rất là gắt á. Bây giờ qua bên khu vực này trước để tham quan ha. Khu vực hồ bơi nè mọi người. Thì giá vé của chúng ta sẽ bao gồm là tắm biển, rồi những cái chiếc bàn ghế bên trong đây, rồi tắm nước ngọt khi mọi người có nhu cầu tắm nước biển luôn ha. Wow, khu hồ bơi đây đẹp quá ha mọi người, nước trong xanh luôn nè. Ai tắm nước biển thì xuống tắm nước biển, còn không mình lên trên khu vực hồ bơi này ha, rồi bơi luôn á. Ồ, đẹp quá ha. Bên đây cũng có những chiếc ghế cho mọi người á. Đẹp quá ha. Hồ bơi nước trong veo luôn. Hello các con. Hello hello. Nước trong xanh luôn ha. Bên trong đây thì mình thấy là có khu tắm nước ngọt nè, rất là đầy đủ ha. Ngoài việc là tắm biển cạnh mép biển của biển Vũng Tàu thì bên trong đây có khu tắm nước ngọt như thế này, và có hồ bơi cho bọn trẻ cũng như người lớn ha, để thỏa sức khám phá khu vực này mọi người, cũng khá ok ha. Xin cả nhà thương cho mình một like, bấm đăng ký kênh để cùng đồng hành với kênh Ken Vlog mọi người nha. Có nhiều cái căn chòi lá và bên dưới là những chiếc ghế nằm cho mọi người ngồi ngắm cảnh biển ha, cũng như là thưởng lãm những thức ăn ở khu du lịch mọi người. Bên dưới biển đẹp quá ha. Bây giờ mình di chuyển tiếp ha. Ở bên trong đây thì những cái căn chòi với những chiếc ghế cho mọi người ngồi thư thái ở đây ha. Ở đây thì mình thấy Vũng Tàu làng du lịch Chí Linh, siêu thị biển mini. Ở trong đây chắc bán mấy món hải sản, mấy con hải sản, nhưng mà hiện tại thì mình thấy hình như là cũng khá đắt hàng cho nên hết rồi mọi người. Bên trong thì có những cái vật phẩm ha, chỉ là những cái vật phẩm thôi, hết rồi. Ra vé mình ngoài đây ha, là khu vực mép biển luôn. Biển ngoài kia sóng rợn ra khá nhiều ha, khá vui vẻ ha mọi người.
Sau khi mình đi một vòng thì cũng như ăn uống ở nhà hàng thì mình sẽ di chuyển xuống biển. Ở khu vực này thì mình quan sát thấy thì khu du lịch thì là khu nghỉ dưỡng hưởng gió biển ha, rồi bên trong có hồ bơi, rồi những quán ăn thì những món ăn bên trong nhà hàng thì là những món đặc trưng thôi chứ không có phổ biến nhiều, tức là không có nhiều sự lựa chọn như những bãi biển tự phát. Ví dụ như lúc trước mình có hay đi là bãi biển Đồ Dương của La Ghi, bãi biển Cam Bình, mọi người không có bán tự phát thì khi đó mọi người đến thì chỉ thưởng thức những cái món mà bên trong khu du lịch có menu sẵn và giá là giá du lịch mọi người ha. Cho nên mọi người cứ từ từ suy nghĩ, nếu thích những khu du lịch mà tự phát có bán thức ăn dọc dưới bãi biển thì mình sẽ chọn những địa điểm khác. Còn nếu mình tìm kiếm một cái địa điểm khu du lịch bên trong thì có hồ bơi nè, rồi có tắm biển, rồi có những chiếc ghế và mình ăn uống tại nhà hàng luôn, thì mình sẽ chọn những cái địa điểm du lịch, ví dụ như du lịch làng du lịch Chí Linh này mọi người ha. Nước biển hôm nay rất là trong luôn á, trong mắt, trong xanh vần luôn mọi người. Hiện tại thì khu làng du lịch biển thì mọi người cũng đã hòa vào những cái làn nước trong veo của biển Vũng Tàu, và cũng khá lý thú cùng gia đình và người thân phải không mọi người ha. Chắc chắn là sau khi ăn trưa xong tại khu du lịch thì mình sẽ cùng gia đình hòa vào những làn nước biển trong lành này để tắm biển, vui chơi với bọn trẻ trong nhà mình mọi người ạ. Hôm nay thì kênh Game Vlog hân hạnh chia sẻ cho mọi người những hình ảnh về làng du lịch Chí Linh của thành phố Vũng Tàu. Rất mong trong thời gian tới mọi người có xu hướng tìm kiếm một địa điểm du lịch biển thì làng du lịch Chí Linh chắc chắn sẽ là một trong những kỹ cho tất cả mọi người, bởi bên trong là các cái dịch vụ nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, resort ở lại anh nè, rồi có hồ bơi và được tắm biển, bãi biển Vũng Tàu như thế này thì thực sự cũng rất là lý thú và thú vị phải không mọi người. Những cơn gió rợn rất là thú vị ha. Ở đây cũng có nhóm bọn trẻ cũng đang vui đùa bên người thân và gia đình ha, cũng khá thú vị đó mọi người. Như vậy video clip ghi hình về du lịch Chí Linh, du lịch biển của thành phố Vũng Tàu, kênh Vlog thực hiện chia sẻ cùng mọi người. Đến đây xin tạm dừng, chúc mọi người sớm có chuyến hành trình đến với làng du lịch Chí Linh, thành phố Vũng Tàu trong thời gian gần nhất mọi người ha. Cảm ơn mọi người đã đồng hành, cảm ơn, xin chào.